Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày mùng 7 tháng 6 năm 2020. Và hôm nay quay trở lại với màn ảnh nhỏ quý vị thì nhà em vừa hoàn thiện lên một chiếc vừa lên mọc một chiếc bàn thờ nhí chất liệu gỗ vụn. Và trước mặt quý vị đây là hình ảnh tổng thể của bộ sản phẩm đây. Chiếc bàn thờ này có kích thước là 1m97 là bề ngang, cao là 1m27 và sâu là 1m07 quý vị nhé. Chân là chân 14. Và về mẫu cái mẫu đục của sản phẩm này làm theo mẫu là mẫu triện tàu lá sắt, thì chúng ta gọi là bàn thờ nhĩ đây, cái phần đục ở dạ chính này chúng tôi gọi là mẫu triện tàu lá sắt, thì bao gồm có 5 chú rơi được chạm khắc cách đẹo đi, được chạm khắc cách đẹo đi, cũng như là cái phần triện này lấy hơi hướng theo thiết kế hoa văn của người Trung Quốc gọi là triện tàu, có kết hợp những cái lá xen kẽ này, triện tàu lá dắt. Thì sản phẩm hiện tại là nó đang còn nguyên mọc của chúng ta vừa lên dựng mọc xong, là nó còn quý vị không nhìn rõ được đường nét hoa văn, khi hoàn thiện lên thì chúng ta sẽ nhìn được chi tiết hơn. Đây phần trên cổ này, trên cổ thì có rồng hóa này, và đục xen cỏ ở giữa đây, đục xen cỏ ở giữa đây. Chi tiết nó đang còn khá là khó nhìn vì ánh sáng nó tối cũng như là sản phẩm mọc. Cái phần cổ này là có nghê, cổ trên là nghê trầu cuốn thư nhé. Đó, chân là chân 14. Còn về phần gỗ lạc thì quý vị thấy gỗ là chọn lọc gỗ rất là đẹp rồi, không sâu xia cũng như dập nát. Thì quý vị mà đi mua sắm đồ gỗ nội thất này thì chúng ta có thể trực tiếp đến xem mọc của sản phẩm thì sẽ tốt hơn, để chúng ta biết được cái chất liệu gỗ như thế nào, nó có bị sâu, gỗ có bị rác hay không thì chúng ta có thể biết được. Còn khi sản phẩm sơn hoàn thiện lên rồi thì rất khó để nhận biết, thậm chí kể cả những người thợ mà lâu năm có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề thì cũng khó thể biết được. Đó, ngang đốc trên này là phần ván mặt hai phân, tôi sẽ ván mặt hai lá, khuôn tranh là khuôn tranh 4 phân. Ok, đây là một phần ngang bên trái. Đấy, tôi quay chi tiết về cái phần gỗ này cho một số khách hàng ở xa có nhu cầu mà không đến xem trực tiếp được thì có thể xem được những sản phẩm khi còn mọc như vậy, thì khách hàng hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng gỗ của chúng tôi. Đây, tôi quay lại một lần nữa tổng thể của sản phẩm nhé. Và quý vị nào có nhu cầu xin hệ tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại như thông tin chúng tôi có đề trên biển này, 0987 510 816. Cơ sở của tôi thì có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, có số điện thoại là 0987 510 816. Và website là đồ gỗ tùng tám.com, mọi người để truy cập vào website để xem được hình ảnh chi tiết bộ sản phẩm này, cũng như là một số sản phẩm khác. Chúng tôi là chuyên nhận đặt hàng cũng như là cung cấp các sản phẩm đồ gỗ nội thất phòng khách cũng như phòng thờ, thì các chất liệu gỗ tự nhiên như là gỗ hương, gỗ vụn, gỗ võ hay là gỗ mít, rất nhiều loại gỗ tự nhiên. Rồi, ok, xin chào mọi người. Nếu mọi người quan tâm thì hãy bấm like và đăng ký kênh để theo dõi chúng tôi ra được những sản phẩm mới nhất, cũng như chúng tôi là thường xuyên chia sẻ những kiến thức về đồ gỗ nội thất như là phong thủy trên kênh. Rồi, xin chào mọi người.